Cách để thức trắng đêm Phần 1. Lên kế hoạch trước 1. Ngủ thật nhiều vào đêm hôm trước Cơ thể chúng ta trải qua một đêm không ngủ dễ dàng hơn nhiều so với khi phải chống chọi với một đêm không ngủ cộng với một đêm thiếu ngủ. Vậy nên bạn cần ngủ càng nhiều càng tốt vào đêm hôm trước. 2. Cố gắng chậm mắt một lát vào buổi chiều Như vậy bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng cho cả đêm. Nếu có thể bạn nên ngủ 2 đến 3 tiếng và ngăn chặn mọi yếu tố gây phiền nhiễu khi ngủ Nhớ đặt đồng hồ hẹn giờ để khỏi phải ngủ quên 3. Ăn uống đầy đủ vào ban ngày Nếu muốn thức trắng đêm bạn phải ăn 3 bữa lành mạnh và cân bằng vào ban ngày Trước khi cố giữ tưởng táo vào ban đêm Nếu không bạn sẽ hễ uể oải vì các thức ăn không tốt cho sức khỏe Hoặc kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng 4. Tích chữ thức ăn lành mạnh để ăn khuya Hãy chuẩn bị một số món ăn vặt tốt cho sức khỏe để nhấm nháp vào ban đêm khi đói bụng. Chữ một ít thức ăn trong tủ lạnh nếu bạn dự định thức đêm tại nhà. Phần 2: Thức đêm và giữ tỉnh táo. 1. Kích thích cơ thể có một số mẹo nhỏ để bạn kích thích cơ thể và tỉnh táo suốt đêm. Bạn sẽ ít khi thấy buồn ngủ nếu các bộ phận của cơ thể ở trong tình trạng hoạt động. Hãy thực hiện các động tác đơn giản như gõ chân xuống sàn và giãn cơ. Khi đã thành thói quen, các động tác này có thể giúp cho bạn khỏi giấc ngủ thiếp đi trong khoảnh khắc tưởng như hết chịu nổi, đồng thời giúp bạn tỉnh táo và tập trung. 2. Kích thích trí não Việc giữ đầu óc tỉnh táo cũng quan trọng không kém gì kích thích cơ thể để trí não được tỉnh táo, thỉnh thoảng bạn phải chuyển đổi các hoạt động và tập trung vào việc đang làm. Bạn có thể kích thích trí não như sau: chú tâm, để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh, đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu điều gì đó, trò chuyện nếu bạn trong buổi học nhóm để chuẩn bị bài cho kỳ thi, bạn sẽ dễ dàng nói chuyện với bạn học xung quanh. Nếu bạn đang ở nhà và phải chống chọi với cơn buồn ngủ để giữ tỉnh táo, hãy gọi điện cho một người bạn thuộc loại cú đêm hoặc tán gẫu vài câu với bạn bè qua mạng. Giữ tương tác. Nếu đang xem phim, bạn hãy tự hỏi mình các câu hỏi về bộ phim để đảm bảo hiểu hết mọi tình tiết trong phim. 3. Nghỉ giải lao. Tránh cảm giác hụt năng lượng và mất động lực bằng cách đặt ra nhịp độ nhất định cho bản thân. Ví dụ, bạn hãy thử làm việc 40 đến 55 phút, sau đó nghỉ giải lao 5 đến 20 phút hoặc ra ngoài đi dạo quanh một vòng ở khu vực an toàn có ánh sáng đèn. 4. Thay đổi các hoạt động. Nếu muốn thức suốt đêm, thỉnh thoảng bạn phải thay đổi các hoạt động như mọi thứ được tươi mới và bạn không ngủ thiếp đi, bạn có thể thực hiện một vài thay đổi như cách 30 phút lại chuyển sang hoạt động khác, thay đổi môi trường chuyển sang các vị trí khác của căn phòng. 5. Tập vài bài thể dục nhẹ nhàng Vẫn biết là bài tập thể dục cường độ cao ngay khi bắt đầu buồn ngủ sẽ khiến bạn càng mệt hơn, nhưng vài động tác thể dục nhẹ nhàng trong 10 phút có thể đánh thức cơ thể và báo cho bộ não biết rằng lúc này chưa phải là giờ ngủ. 6. Xem phim kinh dị Nghỉ một chút để xem một đoạn phim kinh dị nếu bạn nghĩ nó có hiệu quả. Phim kinh dị có thể khiến người ta tỉnh ngủ, nhưng bạn không nên xem nếu nó lại biến thành thú tiêu khiển. Tranh thủ xem trong 5 đến 20 phút giờ giải lao thì được. 7. Uống caffeine khi cấp bách Mặc dù caffeine có thể khiến bạn bị say và càng mệt mỏi hơn sau đó, nhưng nếu mắt bạn bắt đầu nặng chịu khi trời sắp sáng, có thể đã đến lúc bạn cần phải cầu viện đến caffeine. 8. Ăn các thức ăn dầu protein để duy trì năng lượng Bánh mì kẹp phô mai và các sản phẩm từ sữa có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, các món ăn chứa đường có thể giúp bạn tỉnh giấc trong một thời gian ngắn nhưng cuối cùng nó sẽ khiến bạn mệt mỏi và buồn ngủ. Táo là loại hoa quả giúp ổn định đường huyết mà nhờ đó bạn sẽ thức được lâu hơn. Bất cứ loại hoa quả lành mạnh nào cũng đều tốt hơn các món ngọt. 9. Chọn thức ăn phù hợp khi đang cố gắng thức cả đêm, bạn nên ăn vừa đủ để duy trì mức năng lượng cần thiết, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều để tránh cảm giác nặng nề và chậm chạp. Nếu đã ăn 3 bữa đủ dinh dưỡng, bạn sẽ không bị kiến bò bụng khi thức suốt đêm. 10. Mở nhạc Hardcore Metal Có thể bạn không có hứng thú với loại nhạc này, nhưng nhịp điệu mạnh mẽ và cuồng loạn của nó sẽ giúp đầu óc bạn tỉnh táo. Bạn nên chọn nhạc không lời để khỏi gây phân tâm. Bạn sẽ không bị du vào giấc ngủ khi nghe loại nhạc này. 11. Dây bấm và so bóp tai Trên tai có các huyệt đạo mà khi được kích thích sẽ truyền các tín hiệu lên điện não Sau khi thực hiện động tác này bạn sẽ cảm thấy phấn chấn và tỉnh táo hơn Phần 3. Duy trì tinh thần lạc quan 1. Chỉ thức trắng đêm nếu đó là điều bắt buộc bạn không nên thức thâu đêm chỉ để học bài, giấc ngủ là khoảng thời gian mà các ký ức được xử lý hiệu quả. Nếu bạn không ngủ, bộ não sẽ hoạt động kém hiệu quả trong việc lưu giữ các thông tin. Trong hầu hết các trường hợp, ngủ được một chút trong đêm sẽ còn hơn là không chợp mắt tí nào. 2. Suy nghĩ tích cực. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ làm giảm hiệu suất làm việc của bạn, vậy nên bạn hãy động viên bản thân rằng thời gian và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. Trái lại, những ý nghĩ tích cực sẽ giúp bạn duy trì động lực và không sớm bỏ cuộc. 3. Tự thưởng cho mình sau mỗi kết quả đạt được Ví dụ bạn có thể hứa thưởng cho mình 15 phút giải lao sau khi hoàn thành một bài tập. Trong thời gian nghỉ, bạn có thể thưởng thức món ăn vặt khoái khẩu và xem tivi, lướt web hoặc chơi game. 4. Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi trong ngày hôm sau để bạn có thể lấy lại sức. Một đêm thức trắng có thể rất vất vả cho cơ thể và trí não của bạn. Bạn cần đi ngủ sau khi đã thức cả đêm và hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau, bạn cũng nên sắp xếp chút thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng, chẳng hạn như xem phim hoặc một chương trình truyền hình, đi dạo hoặc làm những gì bạn thích. Phần 4. Cải thiện không gian làm việc và giảm thiểu các yếu tố gây sao lãng 1. Tắt hết mọi thiết bị, tránh xa điện thoại di động, TV và các thiết bị điện tử khác, cũng đừng lướt web. Nếu Internet vẫn quá cám dỗ, bạn hãy tắt luôn Wi-Fi và đừng mở lại khi vẫn chưa xong việc. 2. Mở cửa sổ khi làm việc Khác với không khí ấm áp thường khiến bạn giữ tỉnh táo khó, không khí lạnh sẽ giúp bạn thức đêm dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng những đêm lạnh bạn không ngủ được so với những đêm bạn ngủ thiết đi trong căn phòng ấm áp. Nếu thấy không khí lạnh có hiệu quả, thậm chí bạn có thể vào phòng tắm vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh ngủ. 3. tránh làm việc ở nơi quá thoải mái. Đừng sắp đặt nơi làm việc ở trên giường, ghế sofa hoặc trên sàn. Nếu bạn làm việc ở bất cứ nơi nào khác ngoài chiếc bàn và ghế vừa cứng vừa lạnh, bạn sẽ rất khó cưỡng lại cơn buồn ngủ và chỗ ngồi càng dễ chịu thì sức cám dỗ lại càng tăng. 4. giữ tư thế ngồi thẳng. Hãy cẩn thận với tư thế thõng người, khi mệt mỏi chúng ta tự nhiên sẽ thõng người xuống nhưng bạn đừng như vậy, hãy ngồi thẳng người, tư thế này sẽ giúp tăng độ tỉnh táo và bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn. 5. Hiểu giới hạn của bản thân. Nếu bạn không nhớ nổi những gì vừa đọc hoặc ngủ gật thì nghĩa là bạn cần phải lắng nghe cơ thể và đi ngủ.